Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho người đi đường, cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh đã tăng cường ra quân quán triệt tình trạng vi phạm của các tài xế, xử lý hành vi thông qua camera hành trình trên xe và thông tin mà người dân cung cấp. Nhờ vậy mà lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện lập biên bản, xử lý nhiều trường hợp xe ô tô đi ngược chiều, tài xế sử dụng điện thoại khi lái xe nhằm chứng chỉnh tình trạng này, hạn chế rủi ro xảy ra tai nạn giao thông trong thời gian tới. Ngày 27 tháng 10, từ thông tin người dân cung cấp xe bồn trộn bê tông đi ngược chiều trên làng đường hướng từ tỉnh Bình Dương đi cầu vượt Củ Chi, khi đang có nhiều xe cộ qua lại đông đúc, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, trạm cảnh sát giao thông Tây Bắc đã vào cuộc xử lý. Ngay sau đó, phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết cũng đã mời tài xế NVT xe bồn này lập biên bản và tạm giữ giấy phép lái xe của tài để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật. Còn trước đó, ngày 26 tháng 10, đội cảnh sát giao thông An Sương thuộc phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh đã lập biên bản xử lý hai tài xế xe đầu kéo có hành vi sử dụng điện thoại di động khi lái xe và không có giấy phép lái xe. Nhờ việc kiểm tra và trích xuất dữ liệu, lưu trữ camera hành trình trên chính cabin hai xe này, tổ công tác đã lưu trữ video làm chứng cứ. Riêng xe đầu kéo còn lại, dữ liệu lưu trữ camera hành trình không ghi hình ảnh của người lái xe trong quá trình lưu thông, tài xế cũng không xuất trình được giấy phép lái xe khi yêu cầu kiểm tra. Trường hợp này, đội cảnh sát giao thông An Sương cũng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ doanh nghiệp và tài xế đối với các hành vi có liên quan trên. Trong thời gian tới, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát trên địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông.